thêm một linh mục bị bắn chết ở Nam Phi. Các giám mục Nam Phi lên án đại dịch giết người. Cha Pontatu Motobi thuộc dòng thánh tích và đang phục vụ tại Tổng giáo phận Công giáo Pretoria của Nam Phi là nạn nhân mới nhất của nạn giết người ở Nam Phi khi bị bắn chết vào ngày 27 tháng 4 2024. Các giám mục Nam Phi lên án tình trạng mất an ninh và sát hại bừa bãi người vô tội. Theo thông cáo của tỉnh dòng Nam Phi, cha Matobi được tìm thấy bị chết vì vết đạn vào ngày 27 tháng 4 2024 trong xe hơi của cha trên đường N1 quốc lộ ở Nam Phi chạy từ Cape Town qua Bloemfontein, Johannesburg, Pretoria và Polokwan đến Bay Bridge, một thị trấn biên giới với Zimbabwe. Trong khi đó, thông cáo của Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi cho biết vụ sát hại cha Matobi không phải là vụ việc cá biệt. Thông cáo nhắc lại vụ sát hại cha William Banda, thành viên gốc Zambia của Hội truyền giáo Thánh Patrick vào ngày 13 tháng 3 2024. Cha Banda đã bị bắn trong phòng áo của nhà thờ Chúa Ba Ngôi thuộc giáo phận Tisanin của Nam Phi các lãnh đạo giáo hội công giáo Nam Phi nhận định rằng vụ sát hại cha Matobi và cha Banda xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc giá trị sự sống ngày càng bị coi thường, nơi con người bị giết hại một cách bừa bãi. Các ngài lo ngại về tình trạng an ninh và đạo đức ngày càng xuống cấp ở Nam Phi. Trong tuyên bố ngày 29 tháng 4 2024, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi nhấn mạnh sự cần thiết của chính quyền Nam Phi trong việc bảo vệ tính mạng con người. Đức Giám mục Sipuka nói, thay mặt các giám mục, tôi kêu gọi tất cả những người chịu trách nhiệm về những vụ giết người này. Đừng nghĩ rằng họ có thể làm những gì họ thích với mạng sống của người dân. Sự sống thuộc về Thiên Chúa và không ai có quyền coi đó là điều mình muốn. Đức cha chỉ trích tình trạng vô luật pháp ở Nam Phi và nói với chính phủ do tổng thống Cyril Ramaphosa lãnh đạo rằng: "Thưa tổng thống và bộ trưởng cảnh sát, người dân Nam Phi ngày càng có ấn tượng rằng bọn tội phạm đang tự do sát hại công dân mà không sợ hậu quả." Các lãnh đạo giáo hội nhấn mạnh việc các chính phủ trong khu vực cần phải đưa ra các biện pháp tức thời và hiệu quả để bảo đảm an ninh cho những công dân tuân thủ luật pháp, những người làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình họ và cho các linh mục công giáo dành cả cuộc đời để phục vụ người dân đất nước này. Sau vụ sát hại Chamatobi, các giám mục công giáo ở Botswana, Eswatini và Nam Phi nói trong tuyên bố vào ngày 29 tháng 4 2024 rằng chúng tôi kêu gọi quý vị hãy đặt sức khỏe và sự an toàn của người dân chúng tôi lên hàng đầu với tư cách là một giáo hội chúng tôi sẵn sàng thảo luận và đưa ra các chiến lược nhằm ngăn chặn việc sát hại những người vô tội hiện đang trở thành một đại dịch ở đất nước này